Thưa quý vị, Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu toàn cầu. Tuần qua thì đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo trắng không thuộc giống Basmati. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mùa mưa bắt đầu muộn làm ảnh hưởng tới mùa màng và dấy lên lo ngại thiếu hụt về sản lượng. Có thể nói đây được xem là một biện pháp mở rộng hơn so với lệnh cấm xuất khẩu gạo được New Delhi ban hành vào tháng 9 năm ngoái. Như vậy là gần 60% lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ sẽ bị tác động từ lệnh cấm xuất lần này. Và ngay trong ngày hôm nay, chúng tôi đã liên hệ với tham tán thương mại Việt Nam tại Ấn Độ để thông tin thêm về vấn đề này, những yếu tố sẽ quyết định việc kéo dài lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong thời gian tới là gì. Cái thời gian cái lệnh cấm xuất khẩu này kéo dài hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất sẽ phụ thuộc vào cái diện tích và cái sản lượng gieo trồng cái vụ hè thu quan trọng nhất. Cái thứ hai là sẽ phụ thuộc vào cái chỉ số giá bán lẻ, chỉ số giá tiêu dùng các mặt hàng lương thực nói chung và đặc biệt có mặt hàng lúa gạo trong thời gian tới. Thứ ba thì các cái yếu tố khách quan khác thì chính phủ Ấn Độ có thể cho phép xuất khẩu qua cái hình thức là giữa chính phủ và chính phủ. Thì đối với cái việc mà đảm bảo an ninh lương thực cho một số nước thì chính phủ Ấn Độ cũng sẽ xem xét để áp dụng cái việc này. Hiện giá gạo thế giới đang dao động quanh mức cao nhất trong 11 năm qua. Dự báo giá gạo còn có thể tăng cao nữa sau lệnh cấm ngay lập tức của Ấn Độ do thị trường lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Trên thực tế thì những cảnh báo lo ngại về giá gạo có thể tăng cao thì cũng đã được đưa ra, trong đó có Thái Lan. Các nhà xuất khẩu gạo của nước này cho biết là lệnh cấm của Ấn Độ có thể khiến cho các nhà máy xay sắt gạo và các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan trì hoãn các đơn đặt hàng gạo để có thể đánh giá tác động. Điều này có thể dẫn tới giá gạo nội địa có thể tăng tới 10%. Giá gạo 5% tấm của Thái Lan hiện tăng từ 545 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021, so với mức là 515 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước. Một số thương nhân tại Thái Lan và Singapore thì dự báo là giá gạo có thể tăng thêm từ 50 đến 100 đô la Mỹ một tấn nữa hoặc là hơn trong thời gian tới. Tại thị trường trong nước thì hôm nay giá gạo xuất khẩu 5% tấm được chào bán ở ngưỡng là 533 đô la một tấn. So với đầu tuần trước thì cũng đã tăng tới 15 đô la một tấn. Và theo nhiều nhà quan sát, đây là mức cao nhất trong vòng 12 năm qua. Tại đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa cũng tăng và thị trường gạo nội địa cũng khá sôi động. Trước bối cảnh này thì Bộ Công Thương cũng đưa ra khuyến cáo đến Hiệp hội Lương thực và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương khuyến cáo trong bối cảnh thị trường gạo thế giới đang biến động, giá thóc trong nước và giá xuất khẩu gạo cũng biến động tương tự, thì các doanh nghiệp nên thận trọng trong việc ký kết các hợp đồng. Bộ cũng đề nghị thương nhân duy trì mức dự trữ, lưu thông theo quy định, góp phần bình ổn giá thóc gạo tại thị trường trong nước và đảm bảo an ninh lương thực. Một mặt chúng ta phải đảm bảo giữ ổn định cho thị trường nội địa. Thứ hai là cái mục tiêu chúng ta cũng hỗ trợ điều tiêu thụ tốt cái lúa gạo cho người nông dân. Và cái thứ ba ở đây đó là đảm bảo duy trì cái hiệu quả của việc xuất khẩu, trong đó bám sát những cái mục tiêu đã được nêu ra tại Nghị định 107 về xuất khẩu gạo. Cục xuất nhập khẩu đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường gạo, chủ động trao đổi, tổng hợp ý kiến của hội viên để báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp. Và trước khuyến cáo của Bộ Công Thương thì hôm nay phóng viên của VTV Money cũng đã liên hệ với Hiệp hội Lương thực Việt Nam, và quan điểm của Hiệp hội và phần lớn các doanh nghiệp trong giai đoạn này là thận trọng trong việc ký các hợp đồng trước diễn biến giá lúa gạo trong nước cũng đã tăng cao. Về tác động tích cực, hiện giá lúa tươi đang tăng cao sau thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo. Theo các doanh nghiệp, điều này sẽ có lợi cho nông dân khi Việt Nam đang bắt đầu vụ thu hoạch hè thu từ nay đến hết tháng 9. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp thu mua xuất khẩu thì sẽ xuất hiện những rủi ro. Lúa tươi tại ruộng là hiện nay đã lên tới 6.600 và 6.700, thậm chí có 6.800 một kg lúa tươi. Thì nó quy ra như thế là so với 500 mấy chục đô la một tấn gạo xuất khẩu, thế thì nó bị lỗ rồi. Bởi vì cái giá xuất khẩu nó không tăng theo kịp cái giá lúa. Thế chính vì thế mà các doanh nghiệp hiện nay là đang hạn chế dừng lại để lo hoàn thành những cái hợp đồng đã ký, chứ chưa dám ký mới. Hiện nay, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường châu Phi hoặc Indonesia ký hợp đồng với giá thấp khoảng dưới 500 đô la Mỹ một tấn. Do vậy, với những doanh nghiệp chưa thu mua được hàng sẽ gặp những khó khăn nhất định.
cái hiệp hội ấy, và các doanh nghiệp thì phải cần phải có các cái thông tin kịp thời. Thứ hai là trong trước mắt hiện nay thì các doanh nghiệp nên tập trung vào mua hàng trước, rồi sau đó thì mới xem xét việc xuất khẩu. Trung bình mỗi năm, Việt Nam cũng nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn gạo từ Ấn Độ để chế biến các sản phẩm từ gạo. Khi việc nhập khẩu gặp khó khăn để duy trì chế biến, các doanh nghiệp cũng sẽ phải mua gạo trong nước. Vì vậy, giá gạo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi mà giá thị trường mà có lợi cho xuất khẩu, thì các doanh nghiệp thường là ồ ạt về xuất khẩu, và như vậy thì có thể nó dẫn đến cái thiếu nguồn hàng ở trong nước. Mà hiện nay chúng ta biết Ấn Độ đã dừng, thì như vậy chúng ta sẽ hụt một lượng khá lớn cho cần về thị trường tiêu dùng chế biến ở trong nước. Các doanh nghiệp cần phải cố gắng làm sao đó để có cái lượng thu mua ổn định và hạn chế cái việc mà bán ra, thì mới đảm bảo cho thị trường trong nước ổn định. Tính đến nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ thu hoạch khoảng 80% so với cùng kỳ, tập trung tại các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định, sản lượng lúa thu hoạch trong thời gian tới dự kiến sẽ còn dư địa gia tăng mạnh, khi vụ hè thu đạt điểm rộ nhất rơi vào tháng 8. Vì vậy, VFA cho rằng các doanh nghiệp nên mua vào để hỗ trợ người nông dân và hạn chế bán ra. Nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo là trong thời gian tới có thể do lượng gạo từ Ấn Độ thiếu hụt nên các nhà nhập khẩu sẽ quay sang mua gạo từ Thái Lan hoặc mua gạo của Việt Nam. Trong trường hợp mà họ mua thì không loại trừ khả năng là chúng ta sẽ thiếu gạo cho tiêu dùng trong nước. Vì thế mà mục tiêu ưu tiên lúc này là ổn định thị trường trong nước, cũng là cơ sở để hoạt động xuất khẩu giảm được rủi ro. Chúng ta nên chú trọng đến cái việc bảo vệ các cái doanh nghiệp xuất khẩu. Cái hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu này rất là quan trọng. Mà nếu như chúng ta không có cái hệ thống doanh nghiệp xuất khẩu này thì cái xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Đối với hợp đồng xuất khẩu, ý là với những hợp đồng mới thì rất nên thận trọng. Chứ không phải là ký kết rồi hồ hởi trong giai đoạn này. Bởi vì nếu như giá thế giới còn tiếp tục tăng cao thì chúng ta sẽ vướng phải cái tình trạng là ký trước, tức là bán trước, sau đó mới quay vào trong nội địa để mua. Thì không loại trừ khả năng chúng ta ký trước thì cái giá nó thấp và sau đó quay vào nội bộ để mua thì không mua nổi nữa. Bởi vì giá nội địa đã tăng rất cao. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính chung từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, cả nước xuất khẩu hơn 4,48 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 28% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trị giá bình quân đạt hơn 530 đô la Mỹ một tấn, trong khi là cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 490 đô la Mỹ một tấn. Rõ ràng để có thể tăng giá trị cho hạt gạo của Việt Nam về lâu dài thì vẫn là câu chuyện về nâng cao chất lượng, thương hiệu đi vào phân khúc gạo cao cấp. Như vậy mới có tính bền vững, giảm thiểu ảnh hưởng từ những biến động trên thị trường thế giới.